Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục xe điện ba bánh tại xe điện Ánh Phát. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về mẫu xe điện ba bánh Goza thế hệ mới nhất nhé. Đây là một chiếc Goza mà mình đã lấy từ cửa hàng ra, và đây là một chiếc màu đỏ mận nhé. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái ngoại hình cũng như tính năng của chiếc xe điện ba bánh này nhé. Trước khi chúng ta đi vào cái phần ngoại hình ấy, mình sẽ bật mí luôn cho các bạn biết chiếc xe điện Goza này được cửa hàng Mạnh Phát phân phối với giá là 18 triệu. Nào chúng ta hãy cùng đi xem cái tính năng cũng như ngoại hình của xe có xứng đáng với giá 18 triệu hay không nhé. Đầu tiên, xe được trang bị phiên bản màu đỏ mận đúng không? Toàn bộ tem trên xe là tem nước phủ bóng đúng không? Vành trên xe là vành 10, lốp là lốp 300-10. Các bạn nghe thấy cái chữ 300-10 thì rất quen thuộc đúng không? Đây là một dòng lốp rất là phổ thông trong xe điện hai bánh, cho nên là đồ thay thế lúc nào cũng có sẵn ở bất kỳ một đại lý nào chúng ta có nhu cầu muốn thay lốp hay vành đúng không ạ? Nhựa và xe được thiết kế cũng rất là tinh tế, và màu mình đánh giá là nước sơn của xe cũng rất là sâu. Anh Thuận sẽ quay xe đây cho các bạn được nhìn kỹ về nước sơn màu đỏ mận của xe nhé. Nó phản quang được cả người đang quay video luôn. Nước sơn rất là sâu và bóng nhé các bạn nhé. Nước sơn rất là sâu và bóng này. Đấy. Cái xe này ấy, thì ngoại hình nó giống một chiếc xe máy, nên nó sẽ mang lại cho chúng ta cái dáng ngồi nó rất là thời trang và đẹp hơn đúng không ạ? Và che đi, nếu mà có người nào bị khuyết điểm ở chân thì chiếc xe bản thân nó cũng che đi cho mình cái khuyết điểm ở chân khi mình đang đi ngoài đường đúng không ạ? Cũng là một cái điểm cộng của một chiếc xe ba bánh đúng không ạ? Và cái kiểu dáng của xe cũng khá là hiện đại đúng không ạ? Và cũng có rất nhiều những cái tiện ích trên xe. Đây, bây giờ sẽ quay xe đây cho các bạn để quan sát này. Đấy. Khi chúng ta ngồi lên chiếc xe điện ba bánh đúng không ạ? Ngoài chiếc xe có một cái chỗ dựa đằng sau cũng khá là thoải mái và chắc chắn đúng không ạ? Thì ưu điểm của nó là gì ạ? Cái phần chúng ta để tay có thể nhấc lên nhấc xuống rất là thoải mái đúng không? Và bọc da rất là dày dặn đây. Đây anh sẽ quay này. Chất da cũng rất là đẹp nhá. Phần bọc da rất là dày dặn. Cái này nó rất là phù hợp với những cái người mà bị liệt chân, họ dê từ ghế hoặc là từ giường lên xe thì nhấc ra như này cũng sẽ rất là tiện. Đấy, đúng không ạ? Rất là tiện, không phải là lượn ra này nó khó khăn hơn một chút đúng không ạ? Đây, rất là tiện nhá các bạn nhá. Và chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ có một khi những người già người khuyết tật họ đi đâu chơi hoặc mùa nóng họ có thể để chai nước ở đây. Có một chỗ để nước rất là chắc chắn. Đây chúng ta sẽ quay xe vào đây. Đấy, phần để nước rất là chắc chắn này. Có một cái lỗ rất là tinh tế nhá. Trong trường hợp nước bị lắc ra ngoài có một cái lỗ để thoát nước ra ngoài luôn ở trong này. Đây, anh thử quay xe vào các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đấy, có cái lỗ nhỏ trong này. Đấy, ok. Một cái móc treo đồ và một cái cốp nhỏ để có thể để chìa khóa này hay là để điện thoại này, rất là tiện đúng không ạ? Ok. Và bên trên xe là mặt đồng hồ hiển thị, và xe là mặt đồng hồ điện tử đơn sắc. Đúng không ạ? Đây là số này. Đấy, có hiển thị là tốc độ và số này. Tốc độ để hay là vạch báo pin, quãng đường đi được đều được hiển thị đầy đủ trên thông tin. Đấy, xi nhan cũng được hiện trên mặt đồng hồ này. Đấy, ok. Đèn cũng được hiện trên mặt đồng hồ luôn. Đấy, cũng rất là đầy đủ thông tin, một những cái rất là cơ bản thì chiếc xe điện ba bánh này nó cũng mang lại một cái nhìn nó rất là rõ ràng. Đấy. Và chiếc xe này cũng có rất nhiều những cái chi tiết phản quang như ở đằng trước này nhá. Chúng ta nói về trước đây. Để khi mà người ta chiếu chéo ở một bên chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy cái phản quang để nhận biết đúng không ạ? Một điểm trừ trên chiếc xe này mà mình hy vọng là thế hệ mới tiếp theo thì sẽ được nhà máy Goza thay đổi là gì ạ? Hệ thống đèn trên xe. Đèn trên xe vẫn đang sử dụng bóng đèn halogen. Halogen. Đấy các bạn xem. Đây, đèn halogen. Thực ra thì halogen nó cũng có một cái khá là hay với cái thời tiết tại Việt Nam đúng không ạ? Như ở Bắc này sao rất nhiều sương mù thì cái bóng halogen này thì nó sẽ nhanh làm tan sương hơn bóng LED đúng không ạ? Thế nhưng đối với một chiếc xe điện thông thường chúng ta ít sử dụng thì cái hệ thống chiếu sáng của chiếc xe thì bóng LED nó đẹp hơn bóng halogen thôi, chứ về cơ bản về cái tính năng thì nó cũng không phải là quá khác nhau nhiều đúng không ạ? Nhưng mình vẫn mong là bóng LED, bởi vì công nghệ bây giờ phải hướng đến tương lai đúng không ạ? Phải hướng đến cái gì hiện đại hơn nhé đúng không ạ? Ok, chúng ta hãy đi vào phần đằng sau của chiếc xe điện ba bánh nhé. Đây chính là phần đằng sau của chiếc xe điện ba bánh Goza. Đấy, đằng sau thì được thiết kế một cái hộp tròn rất là dày dặn, và cái này nó giống như một cái cản nhá. Đây là phần nhựa màu, phần cản này rất là dẻo nhá các bạn nhìn không? Đấy, để nó bảo vệ cả cái hệ thống xe luôn. Đấy. Đằng sau cũng có một chữ Goza này. Đây, hệ thống đèn nó nằm lồi ra ngoài, nhìn gần giống với đèn ô tô ấy, rất là đẹp. Đó. Xe thì có một chiếc cốp ở đây, mình sẽ mở cốp bạn xem này. Cốp bên trên, cốp được phối với màu cho nó hài hòa với chiếc xe, đó là màu bạc với màu đồng điệu với xe luôn. Nên là cảm giác rất là đẹp và sang trọng luôn. Đây, mình sẽ mở cái cốp cho bạn xem. Đây, cốp rất là rộng nhé. Rất là đẹp.
đó là dây để chúng ta khi cho để đồ luôn, chúng ta khóa vào. Đấy, đúng không ạ? Rất là cũng rất là tinh tế luôn. Đấy, chưa? Đấy, rồi, okay. Đấy, ok. Ta để đồ rất là tinh tế đúng không ạ? Và một cái cúp ở đây nữa đúng không ạ? Đây để đồ. Đấy. Cũng khá là hay. Cái kế hai cúp để chúng ta để được cái khối lượng đồ nó nhiều hơn đúng không ạ? Và bên hông của chiếc xe điện ba bánh Goza này thì có một cái chi tiết này là chúng ta sẽ nới cái có thể là đẩy yên này ra xa hơn để chúng ta lai thêm người. Nó ngồi giá ngồi thoải mái hơn các bạn nhé. Đấy, và bên hông này cũng có tem Goza rất là đẹp này, là đều có tem nước phủ bóng như mình nói ban đầu. Đấy. Phần để chân của chiếc xe Goza này thì khỏi phải nói rồi, rất là rộng rãi. Thế nhưng mà lại có một điểm trừ nữa của chiếc xe Goza này, đó là không có phanh chân. Đấy, hiện tại chiếc xe này thì không có phanh chân các bạn nhé, so với chiếc xe khác trên thị trường như mình đang phân phối. Cái phiên bản kia thì con này không có bánh chân, nhưng bù lại kiểu dáng thì lại miễn chê đúng không ạ, rất là đẹp. Vành bánh rất là to, đi rất là chắc chắn và cực kỳ hiện đại, và những chiếc cốp đồ cuối rất là đẹp đúng không ạ. Và chiếc xe điện Goza đang được chạy động cơ là 600W, chạy cầu V-Side nhé các bạn nhé. Cái đặc thù của cầu V-Side là gì? Đây mình sẽ cho các bạn xem biết là tại sao gọi là cầu V-Side. Cái cầu V-Side này nhá, là nó chạy bằng chuyển động bằng bánh răng các bạn nhá. Khi chúng ta đang để số tiến thì chúng ta dắt tiến sẽ rất là nhẹ, nhưng đặc biệt khi dắt lùi thì gần như nó bị đảo chiều bánh răng của chiếc xe thì nó dắt nó rất là nặng, nhưng chúng ta dắt khóa đi thì dắt nó rất là nhẹ các bạn nhá, rất là đơn giản. Đấy, và khi chúng ta để tương tự như vậy đúng không? Khi chúng ta để số lùi thì dắt lùi rất là ok, nhưng dắt tiến thì lại nặng nhá. Đấy, cái này nó là cái đặc thù của cầu V-Side, và bất kể chiếc xe nào cũng vậy. Cái lợi thế của nó là gì? Khi chúng ta đang leo dốc đúng không? Chúng ta đang leo một cái dốc khoảng cỡ khoảng 30-45 độ mà chúng ta vô tình giẫm phanh bóp phanh của chúng ta quên không ga thì chúng ta cũng không phải lo lắng đúng không? Bởi vì chiếc xe chạy cầu V-Side nó trôi xuống sẽ rất là từ từ và từ từ đúng không? Nó mang lại cảm giác an toàn cho người sử dụng. Đấy là một chi tiết ưu điểm của cầu V-Side. Và tiếp theo là gì? Khi chúng ta cua, chúng ta bị nghênh một bánh lên thì cái bánh mà tiếp xúc với mặt đất chịu lực nhiều hơn nó sẽ quay, vào cái bánh kia nó sẽ không quay nha các bạn nhé. Cũng rất là giảm tiện ích. Hệ thống chuyển động nó na ná một chiếc ô tô về khi nó chạy cầu V-Side đúng không? Và đặc biệt chạy cầu này là sao, nó tiết kiệm điện hơn và nó rất là khỏe. Tại vì sao nó chạy bằng bánh răng? Tại sao một chiếc xe điện ba bánh tốc độ tối đa chỉ có 35-40 cây mà tại sao nó dốc rất là cao xe vẫn leo được? Bởi vì nó chạy cầu V-Side đúng không? Cái hệ thống chuyển động của bánh răng nó sẽ rất là khỏe, mang lại cái khả năng leo dốc cực kỳ tuyệt vời và tối ưu đúng không? Đấy là những cái chi tiết ưu điểm của cầu V-Side. Và cái chi tiết này thì đối với tất cả những cái xe nhập khẩu chạy cầu, xe điện ba bánh nhập khẩu thì đều có cái tính năng như vậy nha các bạn nhé. Và một cái tiếp theo là về cái ắc quy mà chiếc xe đang chạy. Thì cái ắc quy này thì sẽ tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người. Xe này có thể chạy được 4 ắc quy và 5 ắc quy các bạn nhé. Đấy, điều chạy được là 48V và 60V. Đấy. Nguyên bản của một chiếc xe điện là ba bánh như Mạnh Phát đang phân phối là chạy 4 bình. Chúng ta muốn chạy 5 bình thì chúng ta phải đổ thêm nhé. Nhưng mà cái xe này đều có thể thích ứng được với nó nhé. Đấy. Nhưng mà 6 bình thì mình nói luôn là không chạy được nhé. Đấy, ok. 6 bình là tương đương với 72V các bạn nhé, là không chạy được. Xe này chạy tốc độ tối đa có thể lên đến gần 40 cây, cũng phải đến 39 cây các bạn nhé. Dòng xe này chạy rất là khá là nhanh. Tốc độ tối thiểu của xe nó cỡ khoảng 15-20 cây. Quãng đường đạt được của một chiếc xe điện ba bánh Goza này một lần sạc lên đến 60 cây và thời gian sạc đầy của xe là từ 7-8 tiếng các bạn nhé. Xe Mạnh Phát bán ra được tặng kèm một gương sạc và sổ bảo hành lên đến 3 năm, trong khi các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chiếc xe điện ba bánh Goza này. Và bây giờ mình sẽ trèo lên và mình sẽ lái thử một vòng cho các bạn có thể quan sát này. Mình đang đi số 2 này. Cho dù các bạn để số 2, số 3, số 1 thì cái quãng thời gian khoảng, đây mình sẽ ra từ đây, khoảng 2 mét đầu, tốc độ của xe lên cực kỳ chậm, không hề bị giật và không có một cảm giác gì khó chịu nhé. Đây mình sẽ ra hết, mình đang bạn hết ga các bạn nhé. Các bạn thấy không, hết ga rồi này, rất là chậm, nhưng mà sau thì xe vút đi rất là nhanh. Tức là nó làm cho các bạn không cảm thấy là bị sốc và bị khó chịu khi chúng ta di chuyển trên chiếc xe điện. Xe điện đặc thù là rất là bốc đó. Chạy cầu V-Side nó rất là lợi thế, rất là rõ ràng đúng không? Khi chúng ta ga tốc độ 2 mét đầu rất là chậm
luôn. Và đấy là cái lợi thế của xe điện Goza. Và phiên bản xe điện Goza 2020 đang có tại Mạnh Phát, được phân phối luôn luôn sẵn hàng tại Hà Nội và Sài Gòn các bạn nhé. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn hàng và đến phục vụ đến các bạn, và miễn phí vận chuyển cho các bạn ở toàn quốc. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua xe điện Goza này, hãy liên hệ ngay với website xe điện Mạnh Phát.com, số điện thoại là 085 993 nhé, 4 số 1 ở cuối nhé. Mình nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Các bạn hãy liên hệ với Mạnh Phát để được biết rõ thông tin về xe Goza cũng như chính sách bảo hành, chính sách hậu mãi của Mạnh Phát. Và các bạn có thể đặt hàng qua website cũng như qua fanpage, qua số điện thoại, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại.